À, bây giờ Khải sẽ nói sơ về cái cảm biến không dây Valence của Monit Mỹ. Cái sensor không dây của này Monit thì nó có gồm khoảng hơn 50 loại các loại. Nó có rất nhiều. Cái này ví dụ như là cảm biến ánh sáng, cảm biến áp suất, cảm biến không dây, cảm biến nhiệt độ, ẩm độ, CO. Này là nhiệt độ. Thì mình thử giới thiệu sơ về cái ứng dụng của nó. Cái này thì nó sẽ cảm biến là không dây, tức là không dây tín hiệu và không dây điều khiển luôn, thì nó sẽ truyền bằng sóng RF. Thì nó sẽ cái bộ này là sẽ bộ thu, bộ này là để thu cái tín hiệu của sensor và nó truyền lên internet. Thì truyền internet thì nó có 3 loại, một là có thể sử dụng sim 3G hoặc là mạng không dây bằng LAN của mình, internet bình thường của mình. Hai là thể đặt nối bằng cái cổng, cái này là USB, USB là gắn trực tiếp vô máy tính, và đến đây ta có thể xem được điện thoại iOS hay là Android hay là máy tính gì đó bất kỳ lúc nào mà ta online. Bây giờ mình vào một cái phần mềm để mà xem online cho các bạn xem luôn. Nè, mình vào cái địa chỉ trang web imonit.com, mình đăng nhập vô. Ở đây là Khải đã cài sẵn một cái bộ gateway của Khải, nó có hai cái, một cái đo ẩm độ và cái đo nhiệt độ. Hiện tại giờ cái đây là đo ẩm độ, thì mình thấy nè, cái ẩm độ là 55% và cái nhiệt độ là 28,1. Cái đó là thời gian và cái này là cái tín hiệu mà sóng sóng của cái sensor thì đang là nó rất tốt. Cái này là pin. Cái sensor này không xài điện và nó sử dụng bằng pin. Thì cái dòng này mình đang sử dụng cái dòng pin tiểu, pin thế hệ của mình đó, thì cái dòng rất thông dụng. Nếu mà cái pin này bình thường thì ta có thể sử dụng từ 3 đến 4 năm tùy theo cái tốc độ lấy mẫu của mình. Còn cái này là cái nhiệt độ. Nhiệt độ thì nó đang hiển thị là 28,2 độ C và có thời gian, cái này cũng tương tự cái sóng. Bây giờ ta thử kích vô một cái đo ẩm độ đi. Ở dưới đây là tất cả các sơ đồ mà nó đang lấy mẫu. Ở đây mình thấy ví dụ như là 10 giờ 16 phút và 10 giờ 26 phút, nghĩa là 10 phút lấy mẫu một lần. Tức là 10 phút cái sensor nó sẽ gửi tín hiệu về cái thiết bị mà để mà truyền internet một lần. Cái này là cái cột tín hiệu của cái sóng, bức sóng của cái sensor. Cái này tình trạng pin. Và cái này cái thông số nó thu được. Đây. Có hết như này và ta có thể ta xem theo theo ngày hoặc là theo một ngày bất kỳ. Ví dụ mình xem nhanh thì xem ngày hôm nay là today, hoặc là xem 7 ngày hay là 30 ngày gì đó, hoặc là xem một ngày nào bất kỳ mình muốn, ví dụ như ngày 1 chẳng hạn, thì mình sẽ bấm mình lên xe cho mình. Đó, như này. Còn bên đây là một cái nó hiển thị giống kiểu là đồ thị cho mình dễ quan sát. Mình thấy cái nhiệt độ nó giảm xuống nè, cái ẩm độ và nhiệt độ nó sẽ giảm xuống đây. Tương tự bên kia mình vẫn xem được cái ngày nào mình muốn, hoặc là mình xem cái ngày hôm nay, hoặc là 7 ngày vừa rồi, hoặc là 30 ngày gì đó, thì ta có thể ta chọn ở đây. Mình muốn xem ngày hôm qua đây nè, nó xem tiền như đây. Và sau khi hiển thị thì mình sẽ mình in ra để mình làm báo cáo gì đó, thì mình bấm cái nút in thì nó sẽ chọn lên mấy in đây. Thì mình in ra. Còn đây là mấy cái tình trạng mà cảnh báo lỗi cho mình. Ví dụ như là cái mình đang cài đặt là cái tình trạng ví dụ như là hết pin. Khi nào mà thiết bị mình nó hết pin thì nó sẽ gửi mail tới mình, hoặc là nó gửi SMS gì đó, hoặc là gọi điện thoại, hoặc là một cái nhiệt độ nào đó mà nó bị cao hoặc là thấp so với ngưỡng mình mong muốn, thì nó cũng đều gửi cảnh báo cho mình bằng mail hoặc là tin nhắn điện thoại hoặc là gọi điện, hoặc là cái một cái gì đó mà cái bất thường mà mình muốn. Ví dụ mình muốn cài đặt thì mình sẽ chọn vô đây. Đây nó có những cái option để mình chọn. Ví dụ mình cảnh báo là khi nằm cái ngưỡng này nó thấp hay nó cao theo mình mong muốn, thì mình sẽ chọn vô.
mình đang có hai cái sensor thì nó sẽ hỏi mình cái sensor nào ấm độ và nhiệt độ, thì mình muốn cài cái ấm độ thì mở bên đây, cái là cái tựa tên nội dung và nội dung cảnh báo. Nếu mình muốn gửi tin nhắn SMS thì bấm vô cái nick này, và cái nội dung là cái gì đó, ví dụ như là nhiệt độ cao chẳng hạn, nhiệt độ cao hay là cái gì mình muốn gọi nhiệt độ cao thì nó sẽ gửi tin nhắn mình nội dung là nhiệt độ cao đến số điện thoại cho mình. Cái này là cái nhiệt độ phần trăm mà mình muốn cài đặt, ví dụ như muốn 50, ấm độ đạt 50 thì nó sẽ gửi tin nhắn cho mình, hoặc là nó gửi mail cho mình, thì mình chọn như đây. Chỉ đơn giản như đây. Xong cái này ta bấm. Còn đây là bên mình để mình xuất ra một cái file Excel. Cái này là xuất dữ liệu ra Excel để cho mình báo cáo, hay là mình có thể mình để mình đọc một cái xuất ra, để mình dùng cái phần mềm giống như Excel mình đọc cái dữ liệu ra cũng được. Này tại vì nó có dạng CSV là giống như Excel của mình đó, mình thể mình đọc nó cũng tương tự bên kia. Mình chọn những cái ngày mình muốn, hoặc là mình chọn theo một ngày, hoặc là 7 ngày gì rồi, hay là 30 ngày gì đó. Và cái kiểu dữ liệu xuất, tức là nó xuất theo dạng cái sensor công, hay là tất cả các sensor, hoặc là cái account của mình. Account là cái này, ví dụ như là mình đang là Phi Phúc, và ví dụ network thì mình sản xuất ra kiểu này, tức là nó có bao nhiêu sensor xuất hết, hay là xuất một sensor riêng thì mình sẽ chọn hết đây. Còn cái đây là cái tên của sensor, mình chọn ngày cái gì mình cần xuất thì mình check vào đây, xong rồi mình bấm nút này thì nó sẽ ra. Còn edit, edit là để mình cài đặt cái thông số của sensor. Ví dụ như cái này là nó đang mình ghi là cái ấm độ, cái là cái mã của sensor, mà cái ấm độ ta có thể ghi ví dụ như là ấm độ cho cái kho lạnh hay cái gì đó, thì ấm độ cho cái phần 1, phần 2 gì đó tùy mình. Ghi lên đây, cái đây là cái thời gian mà nó lấy mẫu, có nghĩa là mình đang cài 10 phút, có nghĩa là 10 phút nó sẽ gửi một cái tín hiệu về một lần, tức là 10 phút nó gửi về một lần. Nhưng mà nếu mà mình thực sự mình không có cần nhanh thì mình kéo dài thời gian một xíu để cho cái pin nó xài sử dụng được lâu hơn. Này, nếu mà mình muốn chỉnh thì mình mới chọn cái này, thì nó sẽ tương ứng với mình muốn. Ở đây 10 phút là dành cho cái phần mềm phiên bản miễn phí, xin lỗi, miễn phí là 120 phút. Còn nếu mà muốn chọn nhỏ nhất là 10 phút thì cái này là phải tốn phí. Cái này là cái thời gian ấm độ mình muốn đo từ 0 đến 100, hay là từ 26 đến 100 gì đó mình đã chỉnh. Còn không thì mình cứ để maximum đó. Cái này là cái chỉnh cái độ nhiệt độ, có nghĩa là độ C hoặc độ F. Ở đây mình đang chọn độ C, bấm độ F thì mình chuyển qua đây, đây độ F. Xong rồi mình bấm save. Nhưng mà bên cái tương tự như cái nhiệt độ, nhiệt độ thì nó có một cái mục calibrate nữa, như chuẩn, ví dụ như đây, ví dụ như là cái nhiệt độ hiện tại bây giờ nó là 28,2 độ C, nhưng mà thực tế mình đo nó là 29 độ thì mình bấm vô 29 độ và mình chọn nó là 29 độ F thì nó sẽ ra là 29 độ. Đó là mình vừa giới thiệu xong những cái cài đặt cơ bản của phần mềm giám sát không dây Monit Mỹ. Nhưng mà đối với cái phần mềm mà có phí thì ta có thể đặt cộng cái sơ đồ, tại vì nhiều lúc cái dự án của mình nó nhiều cái sensor rất nhiều, có khi mấy trăm hoặc là mấy ngàn sensor, thì ta không biết sensor nào thì ta chọn vô cái một hình ảnh, thì trong này nó sẽ để làm giống kiểu một cái sơ đồ của cái nhà xưởng, hay là một sơ đồ của cái dự án của mình đó, thì mình sẽ gắn cái sensor vô cái vị trí nào đó mình muốn để cho mình dễ kiểm soát. Mình sẽ cộng cái sơ đồ lên, thì mình có thể cộng cái file dạng hình ảnh hay là cái file gì đó lên, rồi mình chọn cái sensor ở đây thì mình ok. Vừa rồi mình mới vừa giới thiệu sơ về cái phần mềm sử dụng phần mềm eMonit của
Mỹ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.